anh đến đây làm gì? Thăm em gái chứ làm gì? Có cái gì á thì nói lẹ đi. Anh Triệu Vĩ sắp về rồi đó. Đừng có gây rắc rối cho tôi nữa có được không? Vô nhà không bao giờ mà tháo dậy trơn á. Biết rồi. Tháo dậy sao chạy? Không đùa với tụi này được đâu. Anh làm gì mà anh cứ đứng ra đó vậy? Có gì thì nói nhanh đi. Anh Vĩ sắp về rồi đó. Em. Có bao nhiêu tiền đưa hết cho anh đi. Để làm gì? Hôm trước anh đã nói rồi là anh đang rất cần tiền, rất cần nhiều tiền, em hiểu không? Nhưng mà anh cần cái số tiền lớn đó để làm gì mới được chứ. Không nói nhiều nữa, đưa tiền đi. Tôi không có tiền. Đưa tiền đi không? Tôi đã nói là tôi không có tiền. Không có tiền hả? Không có tiền. Anh tính làm cái gì? Hả? Mà trả giỏ cho tôi. Tôi đã nói là tôi không có tiền mà. Đưa tiền đi. Anh đi đi. Anh đừng có bám theo cuộc đời của tôi nữa có được không? Đồ khốn nạn. Nếu cô muốn yên ổn bên người tình đại gia của cô á thì đưa tiền đấy cho tôi. Anh trả lại cho tôi. Trả tiền cho tôi. Trả lại đi. Anh Nhã. Anh Tức ơi. Chào anh. Anh là anh Vĩ. Tôi nghe Tiết nói hoài về anh mà bây giờ mới có dịp gặp. Anh là tôi là Nhã. Anh đi đường xa chắc cũng mệt lắm phải không? Tuyết. Anh mới về. Đi đường có mệt không anh? Giới thiệu anh đi. Dạ đây là anh Nhã. Là anh họ của em. Chào anh Nhã. Chào anh. Mấy giờ rồi ta? Bây giờ là 5 giờ rồi. Chết rồi. Tôi có việc phải đi gấp. Anh ở lại ăn cơm đã rồi đi. Thôi thôi, ăn uống gì nữa bây giờ. Thôi tôi đi nha. Anh đi nha. Dạ. Sao em không giữ anh lại ăn cơm cho vui? Chắc ảnh bận công chuyện gì á. Thôi kệ ảnh đi. Anh à, vừa tắm rửa đi rồi mình ăn cơm ha. Mà sao từ đó tới giờ anh không nghe em nhắc tới là em có anh họ? Tại mới gặp lại ảnh. Lâu lắm rồi không có liên lạc. Trời, em nấu nướng gì mà tùm lum hết trơn vậy? Thôi anh đi tắm rửa đi. Rồi ra đây em dọn cơm cho ăn. Giờ mình tính sao với thằng Nhã đại ca? Tụi em đã dọn nó rồi. Mà thằng này nó liền lắm đại ca ơi. Em nghĩ là thằng này nó không có tiền trả đâu. Anh muốn em xử nó không? Từ từ đã. Biết đâu con bò nó đào được tiền mấy đại gia sao? Cứ để coi. Tụi mày cứ tiếp tục thăm dò nó đi. Đằng nào nó cũng dẫn xác tới đây thôi. Rồi mà nó không có tiền, nó bỏ trốn luôn sao đại ca? Đã rơi vào tay tao rồi thì chạy chơi cũng không khỏi nắng. Ừ.
ăn được chưa em? Ờ, anh chờ em chút, có liền nè. Sao em chưa đổi tivi lớn ở phòng khách nữa? Nhỏ xíu vậy coi nhức mắt lắm. Dạ em quên chưa có đổi nữa. Không sao đâu, có gì sáng mai anh dẫn em đi đổi luôn. Em lỡ xài hết tiền anh đưa rồi mà em chưa có đổi được cái tivi nữa. Hôm bữa anh mới đưa tiền để cho em ăn xài, với tiền đổi tivi rồi mà. Em xài hết rồi, còn có 10 triệu à, mà em đưa cho anh Nhã đi học nghề rồi. Nhã đi học nghề gì? Dạ học lái xe. Học lái xe thì bao nhiêu đó đâu có đủ, phải cần đủ thứ tiền hết. Có gì anh sẽ đưa thêm cho. Giúp anh họ của em có cái nghề đàng hoàng thì có gì đâu mà tiếc. Nhưng mà em nói Nhã yên tâm học đi, học xong anh cho Nhã làm tài xế riêng của anh luôn. Sao lại tốt với em vậy chứ? Cô đầu bếp, cho anh ăn được chưa? Anh đói bụng quá rồi nè. Đi, mình đi ăn đi anh. Này bà. Vô. Giờ này mày mới tới, muốn chết hả mày? Buông nó ra đi, tụi bay đừng có hồ đồ. Tụi bay đừng có hồ đồ. Rồi, vô đây. Mày ngồi xuống đi. Uống đi. Được rồi. Vô, ăn vô, vô làm cái này. Anh em lâu lâu này bà. Uống vô. Nhiều vô. 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 Dạ. Dạ. Bây giờ em chỉ có 10 triệu, em trả cho đại ca trước, số còn lại em trả sau. Cái gì? Mày thiếu người ta mấy trăm triệu, mày trả có 10 triệu là sao? Muốn ăn đấm hả? Thèo. Thôi được rồi, mày bỏ tiền lên bàn đi. Dạ. Số còn lại mày tính sao mày? Dạ, từ từ em sẽ trả hết mà. Đại ca thông cảm đi, tại em đang khó khăn quá. Tức là mày không có tiền trả tao đúng không? Được thôi, nếu vậy mày để cái mạng mày lại, còn không thôi mày làm việc cho tao. Mày hiểu chưa? Đại ca. Em không có bán mấy cái thứ đó đâu đại ca, nguy hiểm lắm. Vậy mày chấp nhận để lại cái mạng đúng không? Em xin đại ca cho em trả nợ dần dần đi. Em sắp có việc làm rồi. Em nói thiệt mà. Mày làm cái gì ra tiền để trả nợ cho tao? Dạ, em làm tài xế lấy xe. Mày lương thiện quá. Cả đời này á, mày làm cũng không đủ tiền trả cho đại ca đâu. Lái xe. Bằng mày lái cái này không? Về nhà suy nghĩ đi. Mày làm việc cho tao á, không có thiệt thòi đâu. Mày nên nhớ, đừng làm phật ý nha. Nếu không thì mệt với hai thằng đó lắm á. Tình hình sao rồi mày? Vẫn ổn thôi. Cụ thể hơn chút coi, cô gái kia sao rồi? Mày hỏi Tuyết hả? Không lẽ mày còn cô gái nào khác hả? Rồi sao, mày có dự định gì không? Tuyết rất tốt. Gần bên cũ, tao có cảm giác ấm áp và vui vẻ. Ấy chà. Dạ rồi, mà vẫn còn có gái trẻ đẹp theo mới ghê chứ. Nhưng càng lúc tao càng nhận thấy, hình như là tao không có yêu Tuyết, mà chỉ muốn bao bọc giúp đỡ cổ mà thôi. Mày nói câu trước với câu sau nó mâu thuẫn, tao không hiểu nổi. Thì tâm trạng tao bây giờ là vậy đó. Mày đúng thiệt, cả một đời khổ gì đàn bà. Nhiều lúc tao thấy mắc cười.
tao muốn được như mày. Cả tuổi trẻ, dễ dùng ăn chơi bạc mạng. Vậy thì có gì hay ho đâu. Nhưng khi dừng lại thì có một tình yêu, một mái ấm thật sự hạnh phúc. Cái đó người ta gọi là thích 100, yêu 50, chọn 10, lấy 1 thôi đó mày. Công việc ở các tỉnh bây giờ cũng ổn rồi, mày tính sao? Chắc tao sẽ về lại đây để tiếp tục công việc. Tốt, vậy là quá tốt. Good. Mày đừng có vội mừng, tao chỉ muốn quay lại với đồng ruộng cây cỏ thôi. Còn việc quản lý thì mày vẫn phải tiếp tục làm, vì công việc hiện nay rất là tốt. À, thằng quỷ, ba kia, tao giết mày đó. Nhanh lên, nhanh lên. Ê, mọi người tới rồi kìa. Ba, ba. Con gái. Ừ. Sao ba về mà ba không báo cho con biết vậy? Ba. Ê, con. Ba muốn tạo sự bất ngờ cho con, nhưng ngày sinh nhật của con mà. Má, con chào ba Minh. Ừ, chào con. Thôi bây giờ mình bắt đầu luôn nha. Đầu tiên tôi cảm ơn Minh và Mai, thời gian qua đã thay tôi chăm sóc cho Tiên Thủy. Ba. Ba cũng cảm ơn Thảo nha. Dạ. Đã bầu bạn chia sẻ với chị Thủy. Dạ. Cái thằng này bữa nay bị đặt cách sáo nữa. Thủy á, cũng là con của hai đứa em mà. Còn đây, đây là quà cho con gái của ba. Cái gì vậy ba? Con mở ra nha. Ừ. Wow, đẹp quá ba. Ừ. Thảo. Dạ. Con cũng có phần đây. Ồ, con cảm ơn ba dĩ. Sướng nha. Chúc mừng sinh nhật con. Thủy, quà của ba má cho con nè. Con cảm ơn ba Minh, cảm ơn má Mai. Ừ. Thôi, bây giờ làm xong thủ tục đi ha. Dạ. Đây của con. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Có việc gì mà hẹn gấp dữ vậy? Sau này đừng có lên nhà tôi nữa, tôi sẽ không chịu đựng được đâu. Con trai đến thăm em gái, có gì ghê vậy? Đừng có giỡn nữa, Triệu Dĩ sẽ phát hiện ra quan hệ với tôi và anh. Lúc đó lấy đâu ra mỏ vàng để mà đào đây? Nó tin cô lắm, lừa thằng đó làm gì đâu mà khó. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, anh không thể nào sống như vậy mãi được. Anh phải tìm nghề gì đó mà làm đi chứ. Đã đặt chân xuống vũng bùn rồi, đâu phải muốn rút là rút đâu. Tôi đã nói chuyện và Triệu Dĩ hứa sẽ giúp anh học nghề lái xe. Đợi khi anh học xong, anh sẽ để cho anh làm tài xế riêng cho anh luôn. Trời ơi, anh phải thấy đây là một cơ hội tốt cho mình chứ. Thôi được rồi, anh sẽ suy nghĩ. Ủa, anh Dĩ à. Anh mới tới hả? Ừ. Bây giờ xưởng mình hoạt động tấp nập quá hả? Dạ, cũng nhờ gần đây á có đơn hàng xuất khẩu nhiều nên chị em có việc làm liên tục hả? Anh thực sự biết ơn Mai vì cái xưởng đan này. Nếu Mai không lên Sài Gòn gặp anh thì anh cũng đã bỏ quê luôn rồi. Em mới là người biết ơn anh mới phải, vì chính anh là người đã cho em đi học. Và cái xưởng này nè, đã nuôi sống biết bao nhiêu người ở cái làng quê nghèo này. Hồi đó anh có động lực cho nên mới như vậy.
Hiện giờ có một mặt hàng mà khách rất là ưa thích. Đố anh Dĩ biết là mặt hàng gì? Em nói luôn đi, úp mở hoài làm anh tò mò quá. Đó là những vật dụng gian phòng do trung tâm của Mỹ Lan làm đó. Em làm anh bất ngờ quá. Trung tâm của Mỹ Lan gia công sao? Dạ đúng, Mỹ Lan đã hướng dẫn cho những đứa trẻ ở trung tâm làm đó anh. Đó chỉ là cái bọn công an dẹp lề đường thôi. Có gì đâu mà em sợ chứ. Không sợ, sao anh không tự đi mà làm? Trời ơi, anh làm được, anh nhờ em làm gì? Em không thể nào làm được. Em im đi. Em sợ lắm anh có biết không? Em giao hàng khéo léo như vậy, chỉ có trời mới biết. Trời không biết, nhưng công an họ mò ra đó. Anh ăn cái gì mà liều quá vậy? Thôi mà, anh lại em luôn á. Em mà không giúp anh á thì cái bọn giang hồ xử anh luôn á. Anh nghĩ cách khác mà kiếm tiền đi. Bây giờ có việc gì mà kiếm được nhiều tiền á, em chỉ anh coi. Việc gì miễn không phạm pháp, dần dần cũng sẽ trả hết nợ thôi. Anh thua cá độ, nợ rất nhiều, làm sao mà trả nổi. Bây giờ tụi nó muốn giết anh tới nơi rồi. Ở đó mà trả dần dần. Sao anh không đi chết luôn đi? Mình cứ giao hàng vài chuyến là trả hết nợ rồi. Anh hứa là anh sẽ làm lại cuộc đời. Vậy thì anh tự mình đi giao, đừng có bắt tôi giúp nữa. Nói sao để cho em hiểu đi. Em mang danh là ca sĩ, hát trong mấy quán bar, giao hàng sẽ tiện hơn, đâu có ai nghi ngờ em. Tôi nói rồi, tôi sẽ không làm nữa đâu. Thôi được rồi, không làm nữa, cả hai cùng chết. Tôi sẽ kể tất cả mọi chuyện cho thằng Dĩ nghe. Anh dám? Chút, để anh đưa em lên nhà. Không cần, anh đi về đi. Từ giờ trở đi tôi sẽ không làm nữa đâu. Em, cô gái này lì lợm quá. Thôi mà đừng có giận anh nữa. Em mà không giúp anh á là anh chết thiệt á. Mặc kệ anh. Tuyết, Tuyết, giúp anh đi mà. Vô đi em. Anh về khi nào vậy? Sao không mở đèn lên gì hết? Hồi chiều ở dưới quê lên đây, mệt quá nên nằm ngủ luôn tới giờ. Em đi đâu giờ này mới về vậy? Lại còn say nữa. Dạ em đi hát. Cái gì? Em đi hát hả? Tuyết à, anh giúp em sống, tập luyện trở lại để em đi dự thi hát ở những nơi đàng hoàng. Anh làm như vậy là để cho em làm lại cuộc đời, chứ không phải là đi hát ở các quán bar rẻ tiền đó. Em có hiểu không? Hay là em muốn quay lại nghề cũ? Em nói đi. Em muốn sống bình thường lắm. Em muốn được đi hát. Anh hãy tin em. Tin em có được không? Em phải kiên nhẫn mới được. Anh luôn tin em, và anh sẽ giúp em mà. Ugh.
Xin lỗi em, vì tối hôm qua anh đã lớn tiếng. Không có gì đâu anh, em hiểu mà. Chẳng qua anh chỉ lo lắng cho em thôi. Sắp tới anh phải về quê một thời gian rồi. Tại sao vậy anh? Công việc ở các nơi đã ổn, anh phải về để lo việc ở công ty. Sao anh nói việc ở nhà đã có bạn anh lo? Ừ, thì bạn anh cũng chỉ lo một thời gian ngắn thôi. Với lại anh cũng phải về để lo cho con gái của anh nữa. Vậy là em không còn gặp anh được nữa sao? Em cứ làm như là anh mất tích luôn vậy. Ai mà biết được. Hàng tuần anh vẫn sẽ lên thăm, vẫn sẽ lo cho em đầy đủ. Em không muốn xa anh một ngày nào hết á. Nhiệm vụ của em bây giờ là lo luyện tập cho cuộc thi, vì đó là cơ hội tốt để cho em khẳng định mình. Em biết rồi mà. Nhớ, không được đi hát ở mấy quán bar nữa đó. Em sẽ làm theo lời anh mà. Nhưng mà em muốn xin anh một điều. Dù có chuyện gì, anh cũng đừng có quên em nha. Vì cuộc đời này á, em chỉ còn có mình anh thôi à. Em ngốc quá. Bữa nay em muốn đi chơi ở đâu không? Anh sẽ dành cả ngày hôm nay cho em luôn. Em chịu không? Ăn đi rồi mình đi. Anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không? Triệu Dĩ, không yêu em thì tại sao anh lại lo lắng chăm sóc để em ngộ nhận tình cảm như vậy chứ? Tình cảm mà anh dành cho em giống như một người anh hơn là một người yêu. Triệu Dĩ, Triệu Dĩ. Tôi đã nói là anh tránh xa tôi ra mà, anh còn tới đây làm gì nữa hả? Anh cần em giúp mà Tuyết. Tôi không thể nào vì anh mà mạo hiểm mình nữa, anh có hiểu không? Cũng không đến nỗi nguy hiểm như em nghĩ đâu. Còn không nữa hả? Chừng nào có mang còng tay tôi thì lúc đó mới gọi là nguy hiểm hay sao? Em giao hàng rồi, em cũng biết đó. Chỉ cần mình khéo léo một chút rồi cũng vượt qua thôi. Tôi đã vì anh như vậy là đã đủ lắm rồi. Tuyết ơi, tụi nó sẽ giết anh mất. Anh cũng nên đi chết đi là vừa rồi đó. Cô có tin là tôi gọi cho anh bộ già của cô ngay bây giờ không? Anh gọi đi. Nè, anh gọi đi. Anh gọi đi, anh gọi cho anh Triệu Dĩ đi. Hôm nay gan quá ha. Chiếm trọn tim chàng rồi hả? Cô không phải thách tôi đâu, nha. Anh gọi đi, anh gọi đi. Tôi thà để anh Dĩ biết, còn hơn tôi phải ngồi tù đây nè. Nghe anh nói nè Tuyết, anh đang rất cần tiền, cần rất nhiều tiền. Để mà anh đi khỏi đây một thời gian, anh hứa với em, đây là lần cuối cùng anh gặp em, sẽ không làm phiền em nữa đâu. Sẽ không phiền nữa. Anh đợi chút đi. Hả? Anh vô đây làm gì? Tiền nè, anh đi đi.
đã hứa là phải giữ lấy lời đó. Mày buồn làm gì? Con gái bây giờ nó vậy đó. Tao đã nói mày rồi, mày đâu có chịu nghe. Yêu đương làm cái đách gì? Cương bánh trả tiền là xong. Lúc nào cũng có em mới, khỏi cần bận tâm. Bộ mày yêu nó thiệt hả? Thì cũng thích thích. Thấy hoàn cảnh của ấy tội nghiệp nên tao cũng muốn giúp. Ba cái đứa con gái đó, khi bước chân vào cái nghề này thì nó yêu nghề lắm. Nó không có muốn lương thiện đâu. Tao thấy mày xó đói dâm nghèo không đúng chỗ rồi đó. Thôi uống đi, vô. Lát nữa đi tầng 2, tao sẽ giới thiệu cho mày những em chân dài, hàng khủng lắm. Buồn làm gì, cứ chơi đi, chơi cho đời bớt khổ. Bây giờ tao không có hứng thú gì với đàn bà nữa hết. Bậy. Bây giờ tao về quê, về với con gái của tao. Tao về trước nha. Ê, ê, giờ này sao mày lái xe về được? Muốn về á, gọi tài xế trở về. Thôi nín đi, tao đã nói với mày rồi, dây dưa làm gì với cái hạng người khốn nạn đó. Đám khách đi chơi á, giày dò thân xác mình, ít ra nó còn trả mình tiền. Còn những kẻ mạt hạng như thằng Nhã đó thì chẳng khác nào kền kền ăn xác thúi. Tao cũng không quan tâm tới nó nữa. Bây giờ tao chỉ quan tâm anh Vĩ thôi. Không biết anh nghĩ gì về tao nữa. Nghĩ mẹ gì, nó chưa chém mày một nhát là may rồi đó. Đàn ông trông vậy á, nhưng mà nó rất là ích kỷ. Thôi mày đừng buồn nữa, mất mối này á thì mình tìm mối khác. Anh là người đàn ông tử tế, tao đã yêu anh mà không biết giữ gìn gì hết. Thì đó, cuộc đời nó khốn nạn vậy đó, đâu có dễ để cho mình sống đàng hoàng tử tế đâu. Ủa, mà bữa nay mẹ không đi làm sao? Làm ăn mẹ gì nữa. Sao vậy? Mẹ nó, mấy con kền kền như thằng Nhã trên đời này không có ít đâu. Cái quán có chút xíu à, lèo tèo mấy con đào, mà hết băng này tới nhóm nọ đòi bảo kê, đâm chém nhau. Giờ công an nó bố dữ quá, làm sao mà làm. Vậy thì bây giờ mày tính làm sao? Tao cũng chưa biết làm sao nữa. Phải chi hồi đó tao chết quách cho xong. Sống đã khó, chết càng khó hơn mày à. Mà giờ bên kia tiền đâu mày trả tiền nhà. Thôi mày cứ dọn về đây đi, rồi từ từ mình tính. Có chị có em dù sao cũng đỡ hơn. Ừ thì chắc phải vậy thôi. Chân giờ thì tao chưa nghĩ được gì hết. Bây giờ mày đi rửa mặt chân tay đi, rồi tao với mày đi ra ngoài đầu hẻm ăn hủ tiếu. Nhanh lên. Ừ. Sao anh vô được nhà tôi vậy? Anh cút đi. Cửa khóa đâu mà không vô được. Ăn không? Ăn thì làm luôn. Anh còn trở lại đây làm gì nữa? Anh hại đời tôi như vậy chưa đủ sao? Cô có lộn không vậy? Cô bị người ta hại từ đời nào rồi? Tôi cứu vớt cuộc đời của cô, tôi ra nông nổi như vậy
cũng vì cô thôi. Cứu vớt, thà anh đừng cứu thì hơn. Cứu làm gì? Rồi anh đẩy tôi vào ngõ cụt như vậy đó. Ê, tự nó đi thôi, không ai xô đẩy cả. Tôi với cô á, bây giờ nằm dưới đáy xã hội rồi. Muốn ngồi lên hả? Ngủ sớm nằm mơ ha. Anh là thằng đúng mà. Anh là thằng khốn nạn mà. Ừ. Cô tưởng thằng kia nó yêu cô thiệt hả? Không chắc đâu. Nó mê nhan sắc của cô thôi. Chán chê rồi, nó cũng sẽ đá cô ra ngoài. Chắc nó còn ghiền cô lắm đó. Đi năn nỉ nó là xong chứ gì. Anh đi ra khỏi nhà tôi, biến khỏi cuộc đời tôi đi. Cút. Tôi không còn nợ nần gì anh nữa hết đó. Không có được. Đá thằng này không có đơn giản như vậy được. Anh muốn cái gì? Anh muốn cái gì nữa hả? Muốn tiền chứ gì? Tiền đây. Tiền chứ gì? Anh muốn tiền chứ gì? Hả? Hay là anh muốn cái này? Anh muốn cái này đúng không? Hả? Anh muốn cái này chứ gì? Anh làm gì thì làm đi. Làm đi. Tôi cần tiền.
Tuyết, anh Giang em mà, mở cửa cho anh đi. Anh còn tới đây làm gì? Thời gian đã chấm dứt rồi, anh đừng có tới đây làm phiền tôi nữa. Đi đi. Anh muốn nói chuyện với em mà. Tôi không có chuyện gì để nói với anh hết á. Anh biến đi. Ít ra không phải cho anh vô nhà chứ. Có gì anh nói nhanh đi. Anh ở đây không phải làm phiền hay đòi tiền em nữa. Anh có làm gì tử tế hơn được nữa đâu. Anh không thể nào quên được em Tuyết à. Anh đừng có làm tôi nổi điên lên nữa. Hết chuyện rồi thì anh biến đi. Đừng giận mà. Anh muốn em dọn về sống chung với anh được không? Tuyết, anh sẽ làm lại từ đầu. Rồi anh lại hàng đêm móc nối chỗ này chỗ kia, rồi chở tôi đi khách nữa chứ gì. Không có chuyện đó nữa đâu. Anh thề với em mà. Tôi sẽ không bao giờ quay lại cuộc sống nhục nhã đó nữa. Anh có nghe rõ chưa? Anh yêu em. Bây giờ anh làm rất nhiều tiền. Anh sẽ lo cho em. Anh sẽ lo hết cho em. Tôi không cần những đồng tiền dơ bẩn đó nữa. Anh cút đi và đừng làm phiền tôi nữa. Nghe rõ chưa? Tuyết, tin anh lần này nữa đi mà Tuyết. Anh sẽ không làm em khổ nữa đâu Tuyết. Tin anh đi Tuyết. Anh yêu em mà Tuyết. Anh tránh ra Tuyết, đi. Em về với anh đi. Anh năn nỉ em mà. Em về với anh đi. Anh yêu em mà Tuyết. Anh tới đây làm gì? Anh muốn đón Tuyết về sống chung. Anh yêu Tuyết. Tốt hơn hết á là anh nên biến đi. Tôi không muốn con Tuyết nó lại đau khổ vì anh nữa. Hiểu chưa? Đây là chuyện giữa anh với Tuyết mà Thu. Bây giờ anh có tiền, anh có thể lo cho Tuyết được. Tuyết ơi, tin anh đi. Về với anh đi Tuyết. Anh tránh ra đi. Tuyết, anh tin anh đi. Anh thề với rồi, em mà. Cút đi, đừng có làm phiền tôi nữa. Biến, nhanh. Tao đâm chết mẹ mày bây giờ. Thu, làm gì nóng dữ vậy Thu? Thu, từ từ nói chuyện em. Thu à, đừng mà. Đừng có gì mà đừng. Mày còn binh nó nữa hả? Để tao xử chết mẹ đó. Anh đi, Thu. Anh đi. Điên rồi. Tao mà không về kịp, chắc mày lại mũi lòng với nó rồi chứ gì. Tao, vì em mất anh mất anh, mùa xuân đã qua rất nhanh, còn chẳng nỗi đau tuổi xanh. Chưa được, em tập trung vào làm lại nha. Dạ. Tình ơi sao đi mãi nên sông dài mênh mông. Hôm nay em bị sao vậy Tuyết? Dạ, không hiểu sao em không có tập trung được cô ơi. Vậy hôm nay mình ngừng lại ở đây, em về nghỉ ngơi đi. Dạ, em xin lỗi cô. Không sao đâu, sắp thi rồi, em phải giữ gìn sức khỏe đó. Trông em yếu quá. Dạ, em cảm ơn cô. Em xin phép cô, em về. Ừ. Mời vào. Ủa anh Mỹ Lan, em về hồi nào vậy? Dạ em cũng mới về. Em ngồi đi. Dạ. Em về thăm anh Sinh hả? Anh sao rồi em? Dạ em mới đi thăm ảnh sáng nay. Ảnh dạo này nhìn khỏe mà tươi tắn hơn lúc trước nhiều lắm. Ừ, anh thấy vui, chắc là yên tâm cải tạo, sẽ sớm ra thôi. Em cũng mong như vậy lắm. À, công việc của em sao rồi? Nhờ anh và anh Minh tư vấn nên mọi chuyện đã ổn hết. Cũng vô nề nếp cho nên em cũng đỡ. Mà hôm nào rảnh á, mấy anh lên chơi nha. Chắc chắn tụi anh phải lên rồi. Em giỏi thiệt đó. Anh nghe Mai hay khen em lắm. Nhờ công sức của mọi người thôi. Lần này về á, em cũng muốn gặp chị Mai để bàn một số công chuyện. Ừ, anh cũng có nghe luôn rồi. Ngưỡng mộ em thiệt đó. Có gì đâu anh. Ừ, Tiên Thủy nó cứ nhắc Á Lan hoài hả?
Em làm sao mà hay quá vậy? Chuyện đàn bà con gái mà, anh hỏi làm chi? Ủa, sao nay mày về sớm vậy Tuyết? Nè, mày uống nước đi. Mày tập mệt lắm hả? Ừ. Tao thấy dạo này mày xanh xao lắm. Mày bệnh hả? Tao không hiểu sao mấy hôm nay tao không thể nào tập trung được. Đầu óc á thì cứ lơ đãng, mà cổ họng á thì muốn bể tung ra vậy. Tại vì mày tự tạo áp lực cho mày quá thôi. Mày cứ thoải mái đi, chuyện gì tới sẽ tới. Hôm nay á không có ca hát gì nữa hết. Sao vậy? Hôm nay tao được nghỉ, hai đứa mình đi chơi đi. 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 Ừ. Mình uống chúc mừng chuyến này. Dạ. Thành công tốt đẹp. Dạ. Kỳ này á, cả đám tụi mày phải cẩn thận. Bây giờ tao sẽ đi máy bay lên Pleiku trước, rồi chờ đó. Thằng này lái xe lên sao? À, còn hai thằng mày á, đón xe á, đi lên Kum Tum nhận hàng. Ủa, mày lên đó rồi tụi em làm gì? Lên đó sẽ có người đón, sẽ có hai xe đưa tụi mày về tới ngay Pleiku á. Xong mày chồng tiền cho tụi Lào rồi mày áp tải hàng về luôn. Dạ dạ. À, em hiểu rồi. Mình làm như vậy á là để đánh lạc hướng công an. Trước khi đi á, mày phải mang hàng nóng theo, nhưng mà cẩn thận, cần thiết lắm mới sử dụng. Nhưng tao nói cho tụi mày biết, không có thằng nào được sử dụng điện thoại di động. Dạ đại ca. Đại ca đúng là tính toán như thật. Xong chuyện này có tiền rồi, chắc mình sẽ không làm nữa. Nhiều tiền đó thì mình có thể sống cả đời. Công nhận, lên Sài Gòn bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ tao có được cảm giác bình yên như vậy. Tao cũng có khác gì mày đâu. Nhìn dòng sông, tao lại thấy nhớ quê quá. Tao thì khác. Quê tao thì nghèo lắm, chẳng có gì đáng nhớ ngoài mấy bờ cát cằn cỗi cả. Mà thôi, mày giục điếu thuốc đi. Hồi quá. Giục thì giục, làm gì thấy ghê quá. Mày hút thuốc nhiều không có tốt đâu. Hồi trước tao cũng hút nhiều lắm á, mà bây giờ thì không còn hút nữa. Tao cũng thấy lạ đó. Nè. Ừ? Mày biết nó sẽ trôi về đâu không? Cái gì? Thì cái đám lục bình đó. Làm sao mà tao biết được. Nhưng chắc chắn là dòng nước sẽ cuốn nó đi theo bùn và rác rưởi. Không khí ở đây dễ chịu ha. Ừ. Cũng khuya rồi, về thôi Tuyết. Ừ. Về. Tuyết, mày sao vậy? Sao vậy? Có sao không? Ờ, tao không sao. Chắc tại mấy bữa nay tao ăn uống thất thường, cho nên mới bị vậy thôi. Chắc là bị đau bao tử mà, không sao đâu. Thôi mình đi về đi. Ừ. Đi. Ừ. Ngon quá. Món này má anh cũng hay làm lắm. Phước đức ba đời cho mày đó nha Minh. Mày nào làm, tao đạo diễn hết mấy cái món này luôn đó. Xạo quá. Mày chỉ ăn là giỏi thôi chứ biết làm cái giống gì. Ừ? Đừng cứ dễ tao như mày. Công nhận thời gian trôi qua nhanh thiệt. Gieo một cái là nửa đời người rồi. Biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Có chuyện gì nữa đây? Không hiểu ở đời này người ta sống vất vả kiếm tiền để làm cái gì.
Tao tưởng mày suy nghĩ cái gì hay ho hơn. Để phục vụ cho nhu cầu cuộc sống của con người chứ làm cái gì. Cũng phải. Nhưng nhiều khi thấy nó vô nghĩa quá. Như bà già tao đó, toan tính cho lắm, khi chết rồi có mang theo được cái gì đâu. Chẳng phải bác để lại một cơ ngơi cho anh sao? Nhiều người sống chỉ lo cho con cháu thôi. Anh không có màng mấy cái thứ đó. Anh nghĩ gia tài tốt nhất để lại cho con cháu, đó là phước đức, là tấm lòng nhân hậu. Có để lại tiền bằng núi mà con cháu nó hư hỏng thì cũng phá hết thôi. Tiên Thủy nó chịu học, anh sẽ đầu tư tới bến. Sau này anh sẽ để cho nó làm theo ý thích của nó. Nó sẽ tự biết cách lo cho cuộc sống của nó. Tiên Thủy nó học xong cũng còn nhiều thứ để lo dữ lắm mà. Lớn lên nó sẽ tự biết cách lo cho cuộc sống. Còn anh sẽ cố gắng làm những việc thiện. Dạo này anh dĩ lạ quá. Sau bao nhiêu chuyện, bây giờ anh càng thấm thía triết lý của nhà Phật đó em. Thứ nhất, tao đồng ý với mày về chuyện đầu tư cho Tiên Thủy. Tận dụng ưu thế của gia đình như là một bệ phóng. Thứ hai, thì từ thiện có 5-7 đường để mà từ thiện. Mày tính làm cách nào? Gặp ai khó khăn, nghèo đói, thiếu thốn thì tao sẽ giúp thôi. Mày thử nghĩ xem, mày cho người ta ít tiền, cân gạo, có nuôi người ta được cả đời không? Bác Xuân dù đã có sai lầm, nhưng bà vẫn làm được một điều. Nhờ công ty Phú Dĩ này mà nuôi sống được biết bao nhiêu con người. Có những lúc khó khăn tưởng chừng như không vượt qua nổi. Em cũng nghĩ như vậy. Cho cần câu tốt hơn là cho con cá. Anh cũng nghĩ như vậy. Như trung tâm của Mỹ Lan đó, cái vốn xây dựng ban đầu không có quan trọng. Yếu tố tồn vong chính là tạo nguồn nuôi sống từ chính bàn tay, từ nghề nghiệp của trung tâm. Các em sẽ lớn lên từ đó. Nhắc tới Mỹ Lan em mới nhớ, Tiên Thủy nó mến Mỹ Lan dữ lắm. Hai người gặp nhau quấn quýt như hai mẹ con vậy đó. Nghĩ cũng ngộ. Mỹ Lan, ai mà không mến chứ. Như con bé vậy mà lời nha. Bây giờ nó có tới hai bà mẹ yêu thương nó. Ông ba này ra rịa rồi. À vậy nè, đối tác muốn mời đi nước ngoài một tháng, hội thảo kết hợp với du lịch. Tao nghĩ mày đi phù hợp lắm đó. Mày giỏi tiếng Anh mà. Đi đi. Để tao xem lại. Mày bị sao nữa vậy? Tao không hát được. Cha tao bỏ cuộc quá. Mày điên hả? Bỏ là bỏ làm sao? Mày có chuyện gì? Mày nói cho tao nghe coi. Dạ em xin lỗi cô. Cô cho em làm lại nha. Dạ em xin lỗi cô. Cô cho em một lần nữa. Khi em say sóng thôi không xô bờ, khi em say đắm trong vì em mất anh mất. Cái quãng đó cô đã nhắc em bao nhiêu lần rồi, sao em không để ý vậy Tuyết? Dạ em... Em có chuyện gì vậy Tuyết? Dạ không, em xin lỗi cô. Nếu em có khúc mắc gì trong lòng thì nên giải quyết cho xong. Nếu không thì em không thể nào hát được. Dạ mấy bữa nay em chỉ hơi mệt thôi à, chứ em không có khúc mắc gì hết á. Chuyện đó thì chỉ có em mới biết mà thôi. Em về nghỉ ngơi, suy nghĩ vài bữa rồi tập lại. Dạ em không sao đâu cô. Cả tuần nay em như vậy rồi.
em không thay đổi thì cô sẽ không tiếp tục với em được. Cô à, em xin cô hãy giúp em. Em nhất định phải tham gia cuộc thi tới. Nó rất là quan trọng với em. Nó quan trọng với em vậy sao? Dạ, nó rất là quan trọng đối với em. Đó cũng là một cách để em trả ơn cho một người. Em nghe đây, tiếng hát phải được thốt lên từ trái tim mình. Mình hát trước hết phải cho chính mình. Em còn không nghe nổi mình thì làm sao mà thi? Em có biết nghệ sĩ Quốc Hương không? Khi xưa ông ấy hát rất là say mê, hát bằng cả tấm lòng, dù trước mặt là một anh nông dân gặt lúa, anh công nhân hay chỉ là một người lính. Dạ, em sẽ cố gắng hả? Trong nghệ thuật không có chỗ cho sự toan tính. Không có tâm thì em không thể nào tập và hát được. Người ta thì ngày càng tiến bộ, còn em thì ngày càng thụt lùi. Cô thực sự thất vọng về em. Dạ, em xin lỗi. Tao bị cái gì không biết nữa. Gần đây á, tao không tập trung làm gì được hết. Ngủ á, thì gặp toàn là ác mộng. Thôi, mày cứ nghỉ ngơi vài ngày đi. Nhiều khi do mày tập luyện nhiều quá, cho nên mày tẩu hỏa nhập ma đó. Nếu được mày. Thôi, chuyện cũ rồi. Mày lo mày nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe nha. Ừ, bye mày, tao đi tắm đây. Cô hết sức bình tĩnh, biết gì thì khai báo cho chúng tôi. Sự thành khẩn của cô sẽ là tình tiết giảm nhẹ cho cô. Dạ. Cô tên gì? Dạ, Nguyễn Thị Thu Tuyết. Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, 22 tuổi. Làm nghề gì? Dạ, ca sĩ phòng trà. Nè, con ở đây á, mà má đi loanh quanh tìm con nãy giờ đó. Dạ, cảnh ở đây đẹp quá má ơi. Chờ má nên con đi bộ dài dài ngắm cảnh. Con lên Đà Lạt rồi mà chưa tới đây bao giờ sao? Dạ rồi, nhưng mà lần trước chỉ đi ngang qua thôi à. Con chưa kịp cảm nhận gì hết trơn á. Con cảm ơn má nha. Cảm ơn má cái gì? Thì con cảm ơn á là má đã rước con lên đây chơi nè. Con thì tốt nghiệp xong rồi mà ba dĩ hứa dẫn con đi du lịch, cuối cùng ba đi công tác mất tiêu à. Cái con nhỏ này, má cũng cảm ơn con, bởi vì con đã giúp má nhiều ở trung tâm. Mấy cái đống dữ liệu đó má mà gõ cộc cộc vô trong máy tính chắc là 10 năm mới xong đó con. Dạ không có sao đâu má, nhưng mà con thấy mấy em nhỏ dễ thương quá má ha. Trong cuộc đời này không phải ai cũng may mắn hết đâu con à. Má thấy rất hạnh phúc khi được làm công việc đem lại niềm vui cho mấy em. Con cũng thấy vậy á. À, số nước ngoài, chắc là ba gọi cho con đó. Mới nhắc, đúng là linh thiệt. Alo, con nghe nè ba. Dạ con nè. Ba có khỏe không? Vui lắm ba, con thích lắm. Thời buổi này thông tin dễ dàng quá. Phải chi ngày xưa có phương tiện liên lạc như bây giờ thì đã không có những chuyện hiểu lầm xảy ra. Dạ, con biết rồi ba. Con chào ba. Má. Con á, xin ba dĩ ở lại đây hết hè luôn đó. Thiệt vậy đó hả con? Dạ. Mà ở đây làm việc đó là má không có trả lương đâu nghe. Dạ không cần, ở bên cạnh má là được rồi. Lãnh đạo công an thành phố gửi lời khen đến các đồng chí trong việc phá vụ án đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Tất cả các mắt xích trong đường dây đều được khui phá và các chứng cứ đều được khui phá rõ ràng. Bọn này nó thật liều lĩnh, tụi nó buôn lượng hàng rất lớn, bị bắt thì chống trả dữ dội, khi điều tra lại rất ngoan cố. Còn tình hình đối tượng Tuyết như thế nào? Báo cáo thủ trưởng, theo kết quả điều tra thì đối tượng hoàn toàn không biết gì về đường dây này. Chỉ có 3 lần giao hàng ở các quán bar do sự ép buộc của tên Nhã. Quan hệ giữa Tuyết và tên Nhã ra sao? À, Nhã từng là ân nhân cứu mạng
sau đó là bạn trai của Tuyết. Theo như lời khai của Tuyết thì họ đã chấm dứt quan hệ. Bên PC45 vừa thông báo tên Nhã vừa là người tình, vừa là người tổ chức cho Tuyết trong một đường dây gái gọi. Đối tượng Tuyết bán dâm dưới sự điều động của tên Nhã. Tôi biết. Tuy nhiên Tuyết không phải là mắt xích quan trọng trong cả hai đường dây đó. Cô ta phạm tội là do bị xúi dục, nhưng do thành thật khai báo và phối hợp với công an điều tra thì sẽ được khoan hồng của pháp luật. Thưa thủ trưởng, có một đơn xin thăm nuôi Tuyết của một cô gái ở cùng phòng trọ. Em xin ý kiến thủ trưởng. Cứ cho thăm, không vấn đề gì. Các cậu nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ vụ án để báo cáo lên cấp trên. Cuộc họp kết thúc tại đây. Rõ. Mày sao rồi? Sao tao thấy mày xanh quá? Trong này mày ăn uống được không? Mày khùng quá. Tao đi ở tù, làm như là hả ở khách sạn không bằng vậy á. Mày có bị đánh đập hay là tra tấn gì không? Tao có phải là tội phạm ghê gớm gì đâu. Biết gì á thì tao khai cái đó thôi. Mày có nghe nói rồi mày sẽ bị xử làm sao không? Xử như thế nào á thì phải ra tòa mới biết được. Nhưng mà hôm qua cán bộ có thông báo là tao ra tòa, nếu mà chịu nhận tội và chịu làm chứng thì sẽ được giảm án. Vậy là mày sắp được thả rồi hả? Làm sao mà biết được, tao cũng mong được như vậy thôi. Còn thằng Nhã, mày có tin tức gì không? Tao nghe cán bộ nói lúc bị truy đuổi, tụi đám thằng Nhã bắn bị thương một cảnh sát. Nghe á mà nổi da gà luôn. Tội đó vừa cột như chơi á. Vậy là cũng hên cho mày. Nhưng mà tao nghe nói á, ở trong tù cũng có nhiều đầu gấu lắm đó. Mày phải cẩn thận nha. Đấm mạnh mạnh lên. Mày đấm sợ tay mày đau hả? Dạ em biết rồi. Đại ca nói mày đó, đấm như tao nè. Ui da. Sao vậy đại ca? Sao vậy? Trâu bò hay sao mà không đau? Dễ chịu. Được chưa đại ca? Được rồi. Đại ca, ngồi dậy ngồi dậy. Cán bộ tới rồi kìa. Em chào cán bộ. Em chào cán bộ. Chị em bữa nay vui vẻ ha. Ủa, người mới hả cán bộ? Đúng rồi, đây là cô Tuyết, thành viên mới của phòng này đó. Dạ, cán bộ cứ yên tâm, phòng của tụi em nổi tiếng là hòa đồng, tụi em sẽ chăm sóc người mới thiệt là nhiệt tình. Vô đi em. Em thoải mái đi, mấy chị ở đây nhiệt tình lắm. Đưa đồ đây, chị cất cho. Mọi người ráng giúp Tuyết hòa nhập môi trường ở đây nha. Tụi em biết rồi mà, cán bộ cứ yên tâm đi. Tuyết nè, cô cũng cố gắng lên nha. Dạ. Dạ, em chào mấy chị. Cái gì? Cái gì chào chị? Phải gọi là đại ca Hồng. Dạ, em chào đại ca. Vậy mới được chứ. Thank you.